Giòn.이렇게 키고 이제 이름을 이렇게 해갖고 Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món bánh ăn vặt nổi tiếng đường phố của Hàn Quốc nha mọi người. Thì bây giờ mọi người, xin mời mọi người cùng xem nhé. Bà nói hôm nào có gió to thì nó sẽ không được chín đều á mọi người. 깨끗해야 하고 그냥 손님들이 와서 먹어도 괜찮거든? 네. 영실아, 그 냉장고 열으면 하디스 좀 아니 커지게 저 밀가루 좀 한 번만 갖다 줘. 밀가루? 밀가루고 냄비 있는 쉐크를 넣고. 성 처 가서 뭐 얻어다 봤어? 된장 내집에 있다 왔어? 거기서 뭐 어디요? 된장 잔소리 들어? 이렇게 착하면 아이씨 괜찮아요? 안 돼, 들리고. 아니, 천천히 해요. 천천히 하라고? 네. 고마워.
Bà ấy bảo là hôm nay có gió nên nó chín hơi lâu. Bảo mình đợi một tí, xong mình mới bảo là cứ không sao, bà cứ làm từ từ đi, không sao hết. Bánh này nổi tiếng ở Hàn Quốc nha mọi người. Bánh này là nổi tiếng đường phố Hàn Quốc luôn. Những em học sinh rất là thích cái bánh này vì ăn nó tiện á, chứ nó rẻ nữa, nó ngon nữa. Và còn rất nhiều những món ăn Hàn Quốc đường phố nữa mọi người. Nhưng vì chỗ bà này bán thì cũng bà một mình bà nên bà bán không không thể nào nổi, nhưng bà chỉ làm được có 2 món thôi. Có những nơi mà bán đồ ăn vặt rất là nhiều món luôn. Bà đổ cái khuôn này nó cứ xoay vòng như thế đó. Thì cái nào chín thì bỏ ra xong bắt đầu đổ tiếp. Một cái vòng khuôn nó là tầm 10 cái. Đây bà bán ấy, 5 10.000 10 cái bánh này thì là 5.000 won. 5.000 won tính theo tiền Việt thì 100.000. Tí nữa mình cũng mua 10 cái này ăn thử.뭐야, 치즈인가? 아니, 슈크림. 크림 있지? 예. 슈크림. 그 크림빵 저기 주잖아. 예. 그거요. 그 가격은 똑같아요? 팥보다는 좀 괜찮아. 고구마 똑같아. 스크린 맛있어. 고마워. Đây mình mà đã mua về đây mọi người ơi. Nhìn chiếc bánh xinh xinh hình con cá. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem mùi vị có ngon hơn hồi trước mình ăn không nha. Bánh này có hai cái nhân. Cái này là cái nhân không? Bánh kem ấy mọi người, ở trong cái màu vàng vàng như bánh kem ấy. Bột thì hình như họ có cho sữa. Cái nhân vàng vàng này ăn nó thơm thơm. Thơm thơm béo béo. Còn cái này là cái nhân đậu rồi, nhân đậu này. Bánh tiếng Hàn kêu bằng là phun hợp bằng, còn mình không biết tiếng tiếng Việt là gì nữa. Cái này những em học sinh rất là thích luôn. Cái nhân đậu này ăn nó ngọt ngọt, cái đậu đậu đỏ lắm mọi người, đậu đỏ. Giòn. Bánh này nó giòn giòn. Nhưng nó đinh, cái nhân nó ngọt ngọt. Béo béo của cái bột. Thì video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha.